Khởi My, Kevin Khánh diện áo đôi, khoe đồ hiệu độc đáo thế này đây. Cả hai đã khiến khán giả không nhịn được cười khi vừa thấy đến món đồ đặc biệt mà vợ chồng họ sở hữu. Mới đây trên trang Instagram, Khởi My vừa chia sẻ bức ảnh thân mật của cô và ông xã Kevin Khánh. Theo đó, hai vợ chồng cùng diện đồ đôi, túi xách đôi. Điều đáng nói ở đây, Khởi My và Kevin Khánh lại gây ấn tượng với chiếc túi xách khá độc đáo. Cặp đôi này khá nhí nhố khi sử dụng hai chiếc túi có hình chim cánh cụt. Họ còn in cảnh hạnh phúc để bỏ vào túi. Hành động tình tứ này đã khiến nhiều khán giả phải suýt xoa. Khởi My hài hước chia sẻ rằng cái này là chiến hết hàng hiệu luôn á, chịu sao thấu. Người hâm mộ liên tục dành lời có cánh cho cả hai. Từ trước đến nay trong làng giải trí Việt, mọi người đều đã quen với việc nghệ sĩ khoe nhà, khoe xe, khoe hàng hiệu đắt giá. Tuy nhiên Khởi My và Kevin Khánh lại trái ngược hoàn toàn. Cả hai hiếm khi nào tiết lộ về giá trị những món đồ họ đang dùng. Không những thế, Khởi My hầu hết cũng chỉ sử dụng đồ với giá rất bình dân. Ngay cả khi đi diễn, Khởi My cũng diện trang phục rất thoải mái. Điều này làm cho cô gần gũi hơn với khán giả. Sau đám cưới, hai vợ chồng chăm diện đồ đôi rất dễ thương. Sự giản dị của vợ chồng Khởi My chính là điểm giúp họ có thêm sự yêu quý của người hâm mộ. Sau một thời gian hẹn hò, Khởi My Kevin Khánh chính thức là vợ chồng với nhau vào cuối tháng 11/2017. Thời điểm ấy, hình ảnh và thông tin về lễ cưới của họ được xuất hiện trên khắp các diễn đàn và gây sự chú ý từ dư luận. Bởi lẽ, họ là những nghệ sĩ khá bình dân, gây được thiện cảm lớn với khán giả ở khắp các tỉnh thành và ai cũng ngưỡng mộ trước mối tình ngọt ngào và không kém phần hài hước của cả hai. Ở ẩn một thời gian dài, fan Như Thảo xuất hiện với thân hình tròn trịa, tình tứ bên chồng đại gia. Tối ngày 14 tháng 3, nữ diễn viên Phan Như Thảo bất ngờ xuất hiện cùng chồng trong một sự kiện giải trí lớn. Kể từ khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Đặc biệt, sau khi bé bồ câu ra đời, cô càng tập trung kinh doanh và chăm sóc chồng con. Có thể nói Phan Như Thảo đã rũ bỏ hoàn toàn ánh hào quang của làng giải trí. Tuy nhiên, tối vừa qua, Phan Như Thảo lại bất ngờ góp mặt trong sự kiện ra mắt phim Những Cô Gái và Găng Tơ 2 của nam diễn viên Trần Bảo Sơn. Tháp tùng cô đến sự kiện này là ông xã Đức An. Phan Như Thảo diện đầm đỏ trễ vai tươi tắn, người đẹp có vẻ phát tướng lên khá nhiều. Dù lớn hơn Phan Như Thảo nhiều tuổi, nhưng đại gia Đức An lại ngày càng trẻ trung và bảnh bao trong bộ vest sọc đen lịch lãm. Vợ chồng cô liên tục có nhiều cử chỉ tình tứ trong suốt sự kiện. Phan Như Thảo tái xuất sau thời gian ở ẩn kinh doanh và chăm sóc con. Nữ diễn viên người mẫu tăng cân và vóc dáng mất đi sự thanh mảnh của ngày nào. Đôi vợ chồng quấn quýt nhau không rời nửa bước tại sự kiện. Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng, dù là fan phong trào, U23 chúng tôi vẫn trân trọng tình cảm ấy. Thủ môn điển trai của đội tuyển U23 Việt Nam đã có những chia sẻ xung quanh việc người hâm mộ yêu thích các cầu thủ vì những lý do gì. Tối 14 tháng 3, thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại một sự kiện lớn. Diện trang phục đơn giản với quần jean và áo sơ mi trắng, nhưng dưới chân lại là một đôi giày vàng. Sự xuất hiện của Tiến Dũng trên thảm đỏ nổi bật và thu hút hơn. Thủ môn quốc dân cho biết, chuyện chuyên môn Dũng có thể chuẩn bị kỹ càng, nhưng về cuộc sống lại rất dở. Nhất là vấn đề sức khỏe, rủi ro về chuyện gặp chấn thương rất cao, nhưng Dũng hầu như chưa có phương án dự phòng. Khi được hỏi về việc Xuân Trường viết tâm thư fan phong trào không có não, Tiến Dũng ngạc nhiên khi biết có chuyện đó, anh chia sẻ. Dũng không suy nghĩ gì cả về fan phong trào, tất cả đều là một tình yêu trong sáng dành cho tập thể U23, và dù là fan nào U23 cũng đều trân trọng tình cảm đó. Chàng thủ môn cũng đã chia sẻ về sự thay đổi của cuộc sống cá nhân sau khi nổi tiếng. Khi đi ra ngoài ăn uống hay vui chơi cùng bạn bè, Tiến Dũng mất tự nhiên hơn bởi thu hút quá nhiều sự tập trung. Tuy vậy, người hâm mộ đến với anh vì vẻ bề ngoài, bảnh bao hay tài năng bóng đá, anh vẫn thấy đó là điều rất đáng quý. Đứng cùng người đẹp là ca sĩ Tóc Tiên, Tiến Dũng vẫn giữ phong cách điềm đạm và tạo dáng chắp tay quen thuộc. Tóc Tiên với tư cách là đại sứ sự kiện đã chia sẻ tầm quan trọng của việc phải chuẩn bị các phương án dự phòng khi gặp các vấn đề sức khỏe, nhất là bệnh ung thư. Hennie bộc bạch câu chuyện chính người thân của mình đã phải ra đi vì căn bệnh ung thư khiến mọi người không khỏi xúc động. Choáng với mức cách xê khủng của sao Việt khi hát đám cưới. Quang Lê,
Nam ca sĩ Quang Lê từng gây chú ý khi tiết lộ mức cách CH hát đám cưới của mình. Giọng ca đập phở cây đàn chia sẻ, bản thân không hề ngần ngại trước việc đi hát tại đám cưới. Thậm chí cách C cao nhất anh từng nhận được khi hát ở đám cưới là 500 triệu đồng. Một lần khác anh và ca sĩ Lệ Quyên đi hát ở đám cưới của bạn cô ấy. Gia đình người đó đã tặng anh một chiếc đồng hồ trị giá hơn 200 triệu đồng. Cũng theo lời Quang Lê chia sẻ, ở Mỹ thù lao đi hát mỗi show của anh là khoảng 6.000 đô, khoảng 136 triệu đồng. Còn tại Việt Nam, thù lao trung bình của anh khoảng 80 triệu đồng mỗi show, hôm nào ế thì 50 triệu. Tôi không ngại công khai cát xê của bản thân hay sợ người khác nghĩ mình hát giá. Vì luôn biết bản thân mình đứng ở vị trí nào, Quang Lê cho biết. Trước đây, dư luận từng xôn xao trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng được mời hát trong đám cưới siêu sang của con trai nữ đại gia Hà Tĩnh. Với mức cát xê khủng, theo đó Đàm Vĩnh Hưng được trả tới 20.000 đô, khoảng hơn 400 triệu đồng. Để xuất hiện và phục vụ văn nghệ tại đám cưới, anh cũng đồng ý hát không giới hạn theo yêu cầu của quan khách có mặt trong bữa tiệc. Mặc dù ở vị trí ngôi sao hạng A của nhạc Việt, tuy nhiên chính huấn luyện viên giọng hát Việt 2015 từng thừa nhận, anh không hề ngại hát ở đám cưới, vì bất cứ nơi nào muốn nghe tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng, anh đều sẵn lòng phục vụ. Mạnh Quỳnh. Cũng trong đám cưới, con của một vị đại gia Hà Tĩnh, nam ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh, được mời từ Mỹ về diễn với cát xê khủng. Được biết sau khi hát ở buổi tiệc cưới này, nam ca sĩ đã bỏ túi 10.000 đô, hơn 200 triệu đồng. Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ bản hit Con Bướm Xuân, làm náo loạn các bạn xếp hạng V-pop một thời, từng chia sẻ về tiền cát xê anh nhận được khi hát đám cưới. Hồ Quang Hiếu cho biết, vào mùa cưới có lúc anh hát ở 10 sảnh tiệc khác nhau trong một ngày. Trước đây khi chưa nổi tiếng, trung bình một ngày là 400-500 nghìn đồng. Hiện giờ cát xê của nam ca sĩ đã tăng gấp vài chục lần. Quang Hà, nam ca sĩ Quang Hà cũng gây bất ngờ khi tiết lộ mức cát xê lên tới 450 triệu đồng để hát trong tiệc sinh nhật kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng đại gia ở Thái Bình. Theo hợp đồng, Quang Hà sẽ hát 10 bài, nhưng vì khán giả quá sung, nam ca sĩ này đã hát liền 20 bài. Phi Nhung ít khi đi hát đám cưới, nhưng Phi Nhung cho biết nếu đã nhận lời thì cũng không bao giờ hát giá trên trời. Bình thường đi hát được trả khoảng 3.000 đô, đám cưới trả cao hơn một chút là vào khoảng 4.000 hoặc 5.000 đô, dao động trong khoảng 100 triệu đồng. Việc tiền bạc, em trai quản lý nên tôi không có con số chính xác. Lệ Quyên luôn là giọng ca thuộc top cát xê cao nhất hiện nay. Việc đi hát ở đâu, chương trình nào cũng được Lệ Quyên lựa chọn kỹ lưỡng. Chính vì thế, nữ hoàng phòng trà cho biết cô không thích đi hát đám cưới nên hát giá cao để từ chối. Tôi từng được mời hát đám cưới thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã nói với họ là không hát. Còn nếu hát chỉ hát với giá rất cao, tôi hát giá 15.000, hơn 300 triệu đồng để họ từ bỏ ý định, ai ngờ họ đồng ý luôn. Hoài Linh. Hoài Linh luôn được khán giả yêu mến và là cây đa cây đề, khó có thể thay thế được trong làng hài Việt. Chính vì thế, cát xê đi diện của anh cũng không phải dạng vừa. Vào tháng 1/2016, có thông tin cho rằng cát xê diện đám cưới của nam danh hài lên tới 3 tỷ đồng. Nếu đây là sự thật, thì con số quả là khủng và lập kỷ lục trong làng giải trí Việt. Bất ngờ với cách các mỹ nhân Việt tiêu tiền của người yêu, tiền bạc vốn dĩ là chuyện nhạy cảm, nhất là trong tình yêu, thì theo suy nghĩ và quan điểm sống, mỗi người đẹp Việt sẽ có một cách tiêu tiền khác nhau. Thoải mái nhận sự giúp đỡ từ bạn trai, trước Ngọc Trinh. Chẳng người đẹp nào dám thừa nhận đang tiêu tiền của người yêu, trong khi số lượng này không phải là ít. Cái nhìn khắt khe của những người xung quanh khiến họ cảm thấy e ngại, dù việc nhận hỗ trợ của bạn trai khi bản thân có điều kiện kinh tế không bằng, âu cũng là chuyện bình thường. Vì sau những người trong gia đình, người yêu vẫn được xếp vào đối tượng thân thiết nhất. Thế nên, nói như nhiều người đẹp, thì tại sao phải ngại tiêu tiền của người yêu chứ đâu phải ra đường xin tiền người lạ. Và sự hỗ trợ tài chính từ người yêu đã giúp Ngọc Trinh cùng gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn, chấm dứt những tháng ngày vất vả, đầu tắt mặt tối. Chân dài đến từ Trà Vinh cũng lận lân được một khoản vốn kha khá để bắt tay vào kinh doanh và làm bộ phim về cuộc đời mình. Nhờ sự song sinh đó của người cũ và sự dám chấp nhận của Ngọc Trinh mà đến bây giờ, khi không còn chung đường nữa, siêu mẫu nội y vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân. Nhận tiền nhưng không tiêu, trường hợp của Harry Won lại khác. Cách đây không lâu, trong một game show, khi tham gia cuộc tranh luận với những người bạn đồng nghiệp,
về việc có nên nhận tiền của người yêu. Nữ ca sĩ đã kể lại câu chuyện thật của chính mình. Theo lời Harry Won, khi còn quen người cũ, cô thường xuyên nhận được những khoản tiền từ anh. Mỗi lần như vậy, ca sĩ xứ Hàn không từ chối, song cô cũng chẳng tiêu. Có khoản nào cô đem lại gửi tiết kiệm khoản đó, đến khi hai người chia tay, cô mang sổ tiết kiệm trả lại cho anh không thiếu một đồng nào. Harry cho rằng đó là việc nên làm và rất ngầu, nhưng với người cũ, hành động đó khiến anh buồn và trách cô là người tính toán trong chuyện tình cảm. Mà không chỉ mỗi người cũ, rất nhiều bạn bè của Harry cũng nói cô không nên làm như vậy. Phản ứng của số đông khiến nữ ca sĩ phải suy nghĩ ít nhiều. Tuy vậy, mọi sự chỉ thay đổi khi cô quen Trấn Thành. Anh là người nói với cô rằng khi một ai đó tặng gì cho cô, nghĩa là có giá trị trong mắt họ và cô hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Thế nên cô không nên ngại ngừng. Từ đó Harry bắt đầu biết nhận và cởi mở hơn trong vấn đề này. Không nhận tiền ngược lại còn cho đi, đó chính là Diệu Nhi, diễn viên hài lớn hơn người yêu anh Tú 2 tuổi. Sự chênh lệch tuổi nghề và tuổi đời khiến Diệu Nhi có phần trưởng thành hơn so với bạn trai. Thu nhập của cô cũng vì thế mà nhỉnh hơn. Ý thức được điều đó, Diệu Nhi tuyên bố sẽ lo cho người yêu đầy đủ. Anh cần điện thoại mới, cô sẽ mua cho anh. Nếu anh Tú muốn có xe hơi, cô cũng sẽ cố gắng. Chỉ cần anh yêu cô thôi, còn chuyện khác cứ để cô tính. Những lời này chắc chắn không phải là đùa, bởi Diệu Nhi đã rơm rớm khi nói ra. Còn anh Tú cũng không giấu được sự xúc động. Quả thật, để tìm được một cô gái thứ hai trong showbiz dám nói và dám làm những điều này như Diệu Nhi là rất hiếm. Và anh Tú nên cảm thấy may mắn vì có người yêu luôn yêu thương và nghĩ đến anh nhiều như vậy.